Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, theo Bộ Công an, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến hết tháng 2 năm 2024, ngành tổ chức đấu giá trực tuyến 15.185 biển số ô tô, trong đó có 14.062 biển số ô tô trúng đấu giá được khách hàng nộp với số tiền gần 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng việc đấu giá hiện vẫn ở diện hẹp đó là ô tô cá nhân, chưa áp dụng rộng rãi đối với loại biển số xe ô tô khác và biển số mô tô, xe gắn máy. Do vậy, việc này chưa đáp ứng hết được nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích. Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe, bao gồm biển số ô tô, mô tô, xe gắn máy, chỉ trừ biển số xe cấp cho xe thuộc tài sản công, xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại cơ quan đó. Theo đó, giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu đồng, giá khởi điểm một biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu đồng, mức giá bằng 10% giá khởi điểm. Thưa quý vị, phóng viên báo Người Lao Động vừa có ghi nhận cận cảnh các hạng mục bên trong biệt phủ của đại gia Ngô Văn Quang, giám đốc một công ty khai thác vàng ở Quảng Nam, chủ khu biệt phủ xây dựng trái phép trên núi Hải Dân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Trước đó, cuối năm 2014, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phát hiện biệt phủ này được xây dựng trên đất rừng đặc dụng Hải Dân. Qua nhiều lần xử phạt, quận Liên Chiểu yêu cầu ông Quang phải hoàn thành tháo dỡ, vận chuyển tất cả tài sản, bàn giao nguyên trạng đất trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên đến nay, gần 10 năm, trong khu biệt phủ này vẫn tồn tại nhiều ngôi nhà kiên cố bằng bê tông cốt thép, gỗ cũng như nhiều hạng mục công trình khác. Hiện hệ thống tường xây bao quanh dài hàng trăm mét vẫn đang giữ nguyên. Cùng đó, hệ thống các cổng ngõ của khu biệt phủ luôn khóa chặt, không cho người ngoài vào trong. Bên trong khu biệt thự rộng hơn 1.400 m2 này, vẫn còn một số người sinh sống chăm sóc cây cối, nuôi cá, cũng như bảo vệ tài sản. Thông tin với báo Người Lao Động, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu cho hay, từ năm 2018, sau khi tháo dỡ một phần công trình sai phạm thì hiện vẫn còn tồn tại. Địa phương đang cố gắng quản lý, không cho xây dựng thêm công trình mới. Vì này cho biết hiện có đơn vị đang viết phương án đề nghị quận, thành phố được thuê lại đất 50 năm theo luật đất đai để kinh doanh. Tuy nhiên, hướng xử lý thế nào là thẩm quyền của quận, thành phố. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa bàn giao 7 ngư dân gặp nạn cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, khoảng 15h30 chiều 22 tháng 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 nhận được thông báo của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2, Đà Nẵng, về việc tàu do ông Nguyễn Văn Trí, trú xã Bình Hải, làm thuyền trưởng, bị chìm do gặp sóng to. Toàn bộ 7 ngư dân đã rời tàu và đang bám vào các vật trôi nổi trên biển. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã điều hai xuồng cao tốc, lập tức rời cảng ra khu vực tàu bị chìm, khẩn trương tìm kiếm 7 ngư dân bị trôi dạt trên biển. Đến 17h30 chiều cùng ngày, các xuồng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tìm thấy 7 ngư dân bị nạn, đưa lên xuồng tổ chức sơ cứu sau đó đưa vào bờ an toàn. Hiện tại, tình hình sức khỏe của 7 ngư dân ổn định. Sáng 23 tháng 2, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương làm rõ vụ việc một nữ sinh tử vong trong nhà nghỉ, với chết đâm trên ngực, bên cạnh là một thanh niên bị thương nặng. Trước đó, sáng 22 tháng 2, anh B, sinh năm 1995, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, và em N, học sinh lớp 12, đến nhà nghỉ tại xã Ea Riêng, huyện Madrid, tỉnh Đắk Lắk thuê phòng. Đến trưa cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện hai người có nhiều vết thương nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Madrid. Tuy nhiên, nữ sinh N đã tử vong, riêng anh B được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Theo một nguồn tin, nhà anh B ở Nghệ An, thời gian gần đây anh có tình cảm yêu đương qua mạng xã hội với nữ sinh N nên vào Đắk Lắk. Theo nhận định ban đầu, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên xảy ra vụ việc. Ngày 23 tháng 2, thông tin từ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thành phố Huế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông say xỉn, nằm và giữa đường Điện Biên Phủ, khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các giấy loại giấy tờ liên quan. Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức Hát, sinh năm 1964, ngụ đường Lịch Đợi, phường Phương Đúc, thành phố Huế,
nguyên giám đốc công ty cổ phần phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và đã nghỉ hưu. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 35 phút ngày 22 tháng 2, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Huế tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên Phủ thì phát hiện ông Hát điều khiển mô tô lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn sử dụng nồng độ cồn. Tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra và yêu cầu ông Hát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, ông này không chấp hành yêu cầu kiểm tra và đã có những lời lẽ bất cần đời, thách thức và xúc phạm đến tổ công tác, dừng xe giữa mặt đường Điện Biên Phủ, nằm và giữa đường rồi bấm điện thoại, gây ách tắc giao thông. Tổ công tác đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế, phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc. Giá vàng trong nước sáng nay tăng tiếp đối với vàng SJC lên mốc cao nhất từ đầu năm 2024. Lúc 9 giờ, giá vàng SJC được các doanh nghiệp bán ra tới 79 triệu đồng một lượng, cao nhất của giá vàng miếng từ đầu năm đến nay. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng SJC mua vào 76,8 triệu đồng một lượng, bán ra 79 triệu đồng một lượng, tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG báo giá vàng miếng SJC mua vào 76,5 triệu đồng một lượng, bán ra 78,7 triệu đồng một lượng, trong khi tập đoàn Doji mua vào vàng SJC ở mức 76,75 triệu đồng một lượng, còn bán ra 78,95 triệu đồng một lượng. Như vậy, chỉ trong 2 ngày qua giá vàng SJC tăng hơn 1 triệu đồng một lượng, biên độ chênh lệch giá mua, bán tiếp tục được duy trì ở mức rất cao, tới 2,2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tiếp tục gây bất ngờ trong bối cảnh giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới ổn định, thậm chí giảm. Hiện tại, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại được giao dịch quanh 63,5 triệu đồng một lượng mua vào, 64,7 triệu đồng một lượng bán ra, ổn định so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 2027 đô la Mỹ một ounce, giảm nhẹ so với hôm qua. Giá vàng thế giới biến động với biên độ hẹp những ngày qua. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 60,4 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng nhẫn trên 4 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng SJC trên 18,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tăng ngược dòng thế giới khiến biên độ chênh lệch giảm trọng. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Thứ trưởng Tài chính Mỹ Giuliani thông báo, Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 500 mục tiêu trong ngày 23 tháng 2, đánh dấu 2 năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo hãng tin Reuters, ông Adeyemo cho rằng động thái này được thực hiện cùng với sự hợp tác của các quốc gia khác, sẽ nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga và các công ty ở các nước thứ ba, tạo điều kiện cho Nga tiếp cận hàng hóa mà họ muốn. Các hình phạt mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh tìm cách duy trì áp lực lên Nga, bất chấp hoài nghi về việc liệu Quốc hội Mỹ có phê duyệt gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Kiev hay không. Các chuyên gia cảnh báo biện pháp trừng phạt vẫn chưa đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow. Một quan chức Ukraine ngày 22 tháng 2 cho biết lực lượng Nga đang thăm dò các điểm yếu của hệ thống phòng thủ Ukraine ở phía đông bắc nước này. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh trụ sở tại Washington, Mỹ, lực lượng Nga đang tấn công mạnh mẽ dọc theo bốn trục song song ở phía đông bắc Ukraine. Điều này cho thấy Nga có thể đang mở rộng và nâng cấp hoạt động quân sự. Nga đã giành được Avdiivka, thành phố chiến lược phía đông Ukraine, với lợi thế chiến trường đáng kể về quân số, máy bay và pháo binh, được khích lệ bởi chiến thắng lớn đầu tiên sau 9 tháng. Moscow tỏ ra quyết tâm tận dụng ưu thế của mình. Ngày 22 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngồi vào ghế phi công phụ trên chiếc máy bay ném bom chiến lược sau khi đến thăm một nhà máy sản xuất máy bay ở thành phố Kazan, phía đông thủ đô Moscow. Các quan chức Kiev đã kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine để nhanh việc cung cấp viện trợ quân sự để lực lượng của họ có thể chống chọi trước đợt tấn công dữ dội của Nga. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. We'll be right back.